Ngày 12 tháng 4, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Để tháng hành động đi vào thực tiễn và mang lại hiệu quả cao, tôi đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, lưu ý về việc chuyển đổi phương thức sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, đặc biệt là hình thức kinh doanh online. Vấn đề thứ hai, vấn đề an toàn thực phẩm trong và xung quanh các trường học, như tôi vừa nêu, thậm chí là nghi ngờ có những thực phẩm chứa ma túy được bán xung quanh các trường học. Thứ ba là phương thức quảng cáo thực phẩm đã dần thay đổi từ quảng cáo trên các phương tiện chính thống như truyền hình, báo đài, quảng cáo qua các mạng và các nền tảng xã hội với đặc điểm rẻ, nhanh và khó kiểm soát. Cái thứ tư, chúng tôi đề nghị là xem xét việc tuyên truyền phổ biến kiến thức thông qua những hình thức mới. Và thứ sáu là nâng cao việc phối hợp liên ngành, đặc biệt là sự phối hợp của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể trong việc giám sát, phát hiện những hành vi trái pháp luật, những cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm để thông báo tới các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm để kịp thời xử lý, ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 70.000 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Trong đó, hơn 10.000 cơ sở sản xuất thực phẩm, gần 25.500 cơ sở kinh doanh thực phẩm, hơn 35.000 cơ sở dịch vụ ăn uống và hơn 5.800 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Với số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm lớn như vậy, nên vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội luôn nóng và được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Do đó, Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Ngoài 4 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành cấp thành phố, tại các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn cũng thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra. Riêng ngành y tế sẽ chú trọng thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, các bếp ăn tập thể trường học, bếp ăn tập thể khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống, đóng chai, nước đá dùng liền theo phân cấp. Cùng với đó, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo tình hình triển khai tháng an toàn vệ sinh thực phẩm của ngành mình quản lý. So sánh từ 2019 đến 2023 là các vụ về xử phạt hành chính thì giảm 1/3. Năm 2019 thì là 3.011 vụ, nhưng đến 2023 là chỉ còn 2.280 vụ. Như thế có nghĩa là các đối tượng vi phạm hành chính cũng đã biết tới tuyên truyền và cũng là hạn chế vi phạm. Tại hội nghị, bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội cho biết, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn diễn ra rất phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi đòi hỏi trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương. Công tác an toàn thực phẩm thì chúng ta thấy là một vấn đề rất nóng và phải được chỉ đạo thường xuyên liên tục. Thế và công tác này thì nó liên quan đến rất nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, trưởng ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố là đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thế và hôm nay theo nhiệm vụ thì tôi là phó ban chỉ đạo thường trực, được đồng chí chủ tịch phân công giao nhiệm vụ để chúng ta triển khai nội dung này. Thế như vậy để chúng ta cùng thống nhất lại nhận thức là công tác an toàn thực phẩm, an ninh an toàn thực phẩm là một nhiệm vụ rất quan trọng, phức tạp và phải đòi hỏi có sự phối hợp của liên ngành và các địa phương trong triển khai thực hiện. Về công tác điều tra xử lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương cần công bố công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến đường dây nóng để phục vụ cho cái công tác kiểm tra xử lý. Cho nội dung này, tôi đề nghị các địa phương ra soát và công bố công khai việc trực tiếp nhận các cái thông tin ở đường dây nóng. Và đây cũng là một nội dung chúng tôi yêu cầu báo cáo cái kết quả, xem tiếp nhận thế nào, đúng không ạ, xử lý ra sao. Đấy, và sẽ kiểm tra cái việc công khai cái nội dung này và phổ biến đến người dân để nắm được. Thì người dân là sát với địa bàn và sẽ phản ánh cho chúng ta những cái thông tin kịp thời. Đối với công tác kiểm tra xử lý thì tôi đề nghị là đảm bảo là kiểm tra thực chất hiệu quả và cơ bản là chúng ta kiểm tra đột xuất. Tuyệt đối không có cái tình trạng đi kiểm tra nhưng mà lại được báo trước. Do vậy, để triển khai tháng hành động đạt hiệu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra,
kiểm tra phải bảo đảm thực chất, đặc biệt tập trung kiểm tra vào các địa bàn, cơ sở dễ phát sinh sai phạm. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm phải xử lý triệt để theo đúng quy định của pháp luật.